Mình xin chào cả nhà yêu nghe. Hôm nay mình có cả nhà ruột nè nghe. Mình ngâm nước muối, chanh, ớt, tỏi. Mình sẽ làm ruột cả nhà. Đây có trái khóm, hành, trái củ hành tây, chanh, tỏi, ớt. Nay mình sẽ làm ruột sầu khóm nha cả nhà. Rồi mình sẽ tiến hành làm ruột cả nhà. Trước tiên mình sẽ chả chanh trước đó nha, mình đang chanh cho nghe. Đó, mình chả nó chắc ngoài trước, lát mình sẽ lộn bên kia, mình chả bên kia nữa nghe cả nhà. Chả chanh này nào gục lên trắng hết, cu cơ cả nhà. Ngâm tới giờ cũng mười mấy phút. Chanh muối, tỏi. Tỏi chất yếu nó khử mùi cả nhà. Nó không làm ruột mình thôi nha. Ruột thì phải làm rất là cực đó nha. Rồi trong thời gian làm ruột nó cũng đã trắng tư vậy nha. Làm rất là cực nha. Mình phải lộn lại, đông bi lộn lại có khoảng 5 lần đó nha. Mình sẽ tiến hành mình làm qua đoạn thứ hai nha cả nhà. Đây giai đoạn thứ hai mình nước mắm cả nhà, mình sẽ nấu sôi lên. Rồi mình sẽ bỏ ruột vô mình trộn cho nó săn lại rồi mình đem vô sắt nha. Mình nướng nó xào nha. Mình luộc cái nữa cả nhà. Rồi trong thời gian chờ đợi mình sẽ sắt khóm cả nhà. Đây là cái khóm. Mình sắc nó dày dày nên bây giờ mỏng quá nó có teo lại cái nửa xíu mà mình sắc nó cần hai phân nữa nha. Nó chín là vừa. Món ăn này thì làm cũng rất là lâu nữa nè. Đây khóm cũng đã sắp hoàn thành nha. Dạ mắm cái sôi mình sẽ bỏ gột xuống nha cả nhà, mình trộn qua cho nó săn lên nha. Đó, chỗ nào nó săn gột nó thử cái mùi săn lại là ok cả nhà. Cái này là mình thử mùi đợt 2 nữa nha. Lần này là sắp không còn hôi nữa nha, ăn là rất là ngon luôn. Làm ruột thì nó cực lắm cả nhà. Nếu mà mình làm mà không cực thì tôi ăn bỏ luôn. Đây. Giờ nào nước nó sôi lên cái ruột này nó săn lại là ok cả nhà. Bữa giờ cũng đã muốn săn cả nhà. Mình chờ cho nó chút xíu nữa, 5 phút nữa đi. Cho nó sôi lên cái là mình nhắc xuống là vừa. Cả nhà thấy không? Nước mắm mà nó ra cái nước thử mùi rất là hay nghe. Làm cái miếng ruột mình không còn hôi nữa. Nó làm 3-4 giai đoạn cả nhà ăn mới được. Món này cũng rất là rẻ, nó mắc cả nha, 1 ký mấy chục ngàn, 1 ký là mình xào khóm được rồi. Cho nên mình ăn 3-4 người là được mũi. Nhiều cả nhà ngại không ít ăn, biết sao làm nó hôi. Mình làm đúng cách nó sẽ không còn hôi nữa nghe cả nhà. Nói cả nhà thấy không, mình lột này nè, nước mắm màu đỏ và nó thành màu xám ra luôn nữa. Nó cho nó săn một cái nữa rồi còn một cái nữa nha cả nhà. Rồi mình luộc lại cho nó chín rồi mình mới xào nha cả nhà. Rồi mình sẽ nhắc nó ra, mình đổ ra ngoài cả nhà, mình rửa nó lại nước nữa nha. Đó. Bỏ nước này nữa nha, mình rửa cho nó sạch một cái nữa. Cả nhà thấy nó căng lên không? Khi mình luộc mắm nó sẽ sậm màu là vậy, nó không còn trắng như lúc trước nữa nha. Cả nhà thấy nè, hết hôi luôn cả nhà.
không còn hôi nữa nghe. Tới cái khâu thứ tư ở nhà, mình sẽ bắt nước lên sôi, mình sẽ bỏ ruột mình luộc nè. Rồi mình sẽ đổ ruột vô nè. Đó. Đây chấm mớp mình cắt sẵn, mình cho nó vô luôn cả nhà. Rồi một mớ tỏi mình đập nát luôn nha. Đó. Là cái cuối cùng mà luộc nó chín nè. Mớp thì là để cho nó thơm nước, nó ngọt nước đó nha. Cho thấm vô ruột mà nó ngon nè, tỏi thì cho nó thơm nha. Mình cũng cho nó một miếng muối vô nghe cả nhà, để cho nó dằn cái thịt, cái ruột lại nó săn nó cứng nè. Rồi mình sẽ tiến hành ruột ra. Nó sôi dữ lắm cả nhà, nước cũng đã thơm dữ lắm rồi nè. Còn tròn chút xíu nữa là mình sẽ vớt ra sắc được nha cả nhà. Cả nhà thấy không, nước nó trong vắt luôn đó. Luộc nước mắm rồi lại rồi nha. Rửa sạch sẽ mà làm pha cuối cùng nước nó trong luôn. Nó ruột này không còn hôi nữa, là nó thơm tỏi nè, chứ thơm mùi mớp nữa cả nhà. Đây những nguyên liệu mình cũng đã làm xong hết rồi. Đường bột ngọt, hành tây, tỏi, ớt, ngò gí, hành, cốm. Rồi mình chờ sắc thịt thắt ruột này ra, rồi mình sẽ tiến hành pha cuối cùng, mình xào cả nhà. Rồi mình cho nó khoảng 5 phút đi, mình sẽ vớt nó ra nha cả nhà. Rồi ruột cũng đã vớt ra cả nhà. Pha cuối cùng là mình sẽ sắc nó ra nha. Ruột cũng đã sắc xong cả nhà, cả nhà thấy nó ngon rồi. Nó trong nó trắng tư nè. Đặt như vậy nha cả nhà. Rồi mình cũng bắt cái chảo lên, chờ nó nóng mình sẽ cho mỡ vô, mình sẽ tiến hành chế biến cả nhà. Rồi chảo cũng đã sôi, cho tỏi vô cả nhà. Quá thơm. Chờ cho tỏi nó vàng thơm, mình sẽ đổ ruột mình xào nó như thế này. Chung là rất là kỳ công nữa nha. Thì công nhưng mà nó ngon nha. Đây tỏi mình cho nó vàng chút xíu, mình sẽ đổ ruột vô. Cả nhà có thấy video cũng hay, cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nữa nha. Các bạn cho video mình phát triển hơn nha. Thì cảm ơn cả nhà. Rồi tỏi cũng đã sôi, mình sẽ cho ruột nãy cả nhà, sắc mình đổ vô nè. Xào cho nó thơm lên rồi mình sẽ nêm nếm. Rồi mình sẽ nêm nếm nó nghe cả nhà. Mình sẽ cho một miếng nước mắm. Rồi nước mắm là mình cho đường một ngọt, đặc biệt cái mà cho miếng tương ớt luôn nha cả nhà, cho nó kẹo nó mau nha. Rồi sẽ quánh đều lên, cho thấm gia vị khoảng 15-20 phút, tính mềm hay mềm chút nữa mình sẽ đổ khóm vô cả nhà. Thơm ở nhà. Đây. Nhà vậy cũng đã nêm nếm rồi cả nhà. Cho nó thấm một lát mình sẽ đổ khóm vô. Giờ nó cũng đã muốn kẹo lên rồi cả nhà. Mình sẽ cho khóm vô nghe. Khóm vô nó làm cho cái ruột mình nó mau mềm nữa cả nhà. Xào chín khóm rồi mình sẽ để cho củ hành vô cả nhà. Nói chung làm món này nó cũng trải rất nhiều giai đoạn nữa nha. Nó trải nhiều giai đoạn nhưng mà nó ngon nha. Hôm nay cũng rẻ, có nhiều tiền đó nha. Khóm 15 ngàn, ruột ký có 30 ngàn, ba mấy 40 ngàn.
này mà hơn nửa ký cả nhà đủ 3-4 người ăn. Đó 5-70 ngàn cũng được, món ăn cũng hoành tráng như vậy nha cả nhà. Rồi hãy cho miếng cơm nước chanh vô cả nhà. Cho nó chua ngọt ngọt nó ngon nha. Cho cái chanh ở đây. Và cho tặng hương vị thêm món ăn mình nữa nha cả nhà. Cơm cũng đã muốn chín cả nhà. Chút xíu nữa cho nó thơm nó chín chút xíu mình sẽ cho củ hành vô nghe. Có cái mùi chanh vô nó rất là ngon cả nhà. Rồi sẽ cho củ hành vô cả nhà. Chín củ hành thường cho hành với ngò vô nó là ok cả nhà. Hoàn thành món ăn mình nghe. Giờ đây miếng cuộn nó không còn hôi nữa mà nó thơm phức luôn cả nhà. Cả nhà xem video đừng quên cho mình xin một like chia sẻ nha cả nhà. Và đăng ký kênh nha. Những em nhỏ hay là những ông bà cô bác lớn tuổi, video có thể chữ đăng ký cả nhà bấm vô đó giúp mình nha. Với ngón tay để góp phần cho kênh mình nó phát triển hơn nha cả nhà. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà. Đó, có hành chút xíu thì mình sẽ cho hành với ấy vô, ngò gai vô là ok, món ăn hoàn thành cả nhà. Chua chua ngọt ngọt, thơm tỏi, rất là ngon cả nhà. Mình sẽ cho hành vô nghe cả nhà. Đó. Đây là phần cuối cùng nghe cả nhà. Rồi món ăn ruột xào ruột khớm cũng đã hoàn thành cả nhà. Rồi mời cả nhà thưởng thức cho gia đình mình nghe. Rồi món ăn cũng đã hoàn thành, chúc cả nhà được làm món hoàn thành ngon hơn mình luôn nha cả nhà. Rồi mình xin kết thúc clip đây, chúc cả nhà một ngày mới có nhiều sức khỏe, được nhiều thành công trong việc. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.